Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc tuần này, kính mời các đồng chí và các bạn đón xem những nội dung chính sau. Phóng sự Bình yên mùa Giáng sinh. Vấn đề trong tuần, lực lượng 1311 trấn áp mạnh các loại tội phạm đường phố. Còn bây giờ là một số thông tin nổi bật trong tuần qua. Với những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Năm 2022, với khẩu hiệu hành động, chủ động, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, cùng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, bảo đảm linh hoạt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an. Ghi nhận những thành tích chiến công đã đạt được của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế, sáng ngày 20 tháng 12, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022 cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã 10 năm liên tục được Bộ Công an tặng cờ là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao thưởng và chúc mừng chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi lập thành tích triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn. Tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng khủng gần 5 kg, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan gồm Tuấn Kubi sinh năm 1989 ở tại phường Phương Đúc, thành phố Huế, Nguyễn Văn Vui sinh năm 1999 trú tại phường Hương Long, thành phố Huế, Nguyễn Thị Dung sinh năm 1995 trú tại phường Hương Hồ, thành phố Huế. Công an huyện Phong Điền vừa tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật an toàn giao thông đường bộ cho hơn 200 chủ doanh nghiệp, người trực tiếp lái xe ô tô tải ben, xe ô tô đầu kéo trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phong Điền phổ biến về thực trạng vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia và sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông, nghe hướng dẫn một số quy tắc và cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm quy định về kỹ thuật an toàn phương tiện, không chở hàng quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe. Ngoài việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ, Công an huyện Phong Điền còn hướng dẫn chủ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lái xe thông qua hệ thống camera hành trình để phát hiện kịp thời những tài xế vi phạm chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng hóa vượt quá khổ, quá tải trọng cho phép, để giáo dục cam kết không được vi phạm. Đồng thời, cung cấp các kênh thông tin trên Zalo, Facebook để người dân tương tác, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Thưa các đồng chí và các bạn, trong không khí ấm áp, an lành của những ngày cuối năm, đồng bào giáo dân ở giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang đang hân hoan chào đón lễ Giáng sinh, với quyết tâm mang đến cho người dân một mùa Giáng sinh trang nghiêm, vui tươi, đoàn kết và an toàn. Công an xã Phú An, huyện Phú Vang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, thiết thực. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Thôn Trường Nam, xã Phú An, huyện Phú Vang có hơn 75% người dân theo Công giáo. Với đồng bào giáo dân, Giáng sinh là dịp lễ trọng đại để thể hiện tấm lòng kính Chúa, yêu nước. Do đó, mọi gia đình đều tạm gác lại công việc để tất bật sửa soạn đón mừng Giáng sinh. Đồng hành với bà con giáo dân trong những ngày này là lực lượng Công an xã Phú An
vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vừa bố trí cán bộ đến các gia đình công giáo, gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng, tạo không khí phấn khởi đối với các thành viên giáo xứ. Chính vì vậy, ai cũng cảm nhận được niềm hân hoan phấn khởi, đón một mùa Giáng sinh thật an lành, bình yên, an ninh trật tự được đảm bảo. Trong dịp Giáng sinh thì trong ngày lễ thì công an xã phối hợp với thôn, với hội đồng giáo xứ lo trong trật tự cho giáo dân trong cái thành lễ được đón tiếp một cách là an lành. Hiện tại giáo dân ở giáo xứ Ân Truyền đang tấp nập và chuẩn bị để mừng một cái đại lễ Giáng sinh khác 12 năm dịch bệnh. Bây giờ tình hình ở trong giáo xứ là ai cũng nỗ lực để mà chuẩn bị một cái đại lễ cho thật là hoành tráng. Tại nhà thờ xứ của giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, không khí vui tươi, ấm áp lan tỏa khắp nơi nơi. Tất cả đều sẵn sàng để chào đón ngày lễ lớn nhất trong năm, ngày lễ mừng Chúa ra đời. Để các hoạt động chào đón Giáng sinh năm nay được diễn ra an toàn, thuận lợi, ngay từ sớm, lực lượng công an đã chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp với các vị chức sắc, người có uy tín trong giáo xứ lồng ghép việc giáo dục pháp luật vào các buổi thuyết giảng, tuyên truyền, vận động con cháu sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tôn trọng pháp luật. Chúng tôi thấy rất phấn khởi, hơn nữa là như vậy là chính quyền địa phương và báo công an xã cũng thường xuyên, chị cũng đã thấy đó, nhưng công an xã cũng thường xuyên đi lui tới các gia đình của giáo dân để động viên họ về cái mấy cái khác. Rồi bà con cũng thấy rất phấn khởi vì được sự quan tâm của chính quyền đó. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ nhân dân và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, công an xã Phú An cũng đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, các hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an xã đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức các đoàn thăm, gặp gỡ, chúc mừng bà con giáo dân trong các ngày lễ, hội, Tết và Giáng sinh, và phối hợp với bí thư, tổ trưởng, trưởng ban mặt trận của thôn có các kế hoạch bảo vệ các cái chương trình diễn ra trong mùa Giáng sinh tại giáo xứ là Trường Nam để bà con đón mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, yên bình. Bên cạnh đó, công xã đã phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với mô hình giáo xứ bình yên. Các cái thành viên trong cái mô hình luôn nêu cao vai trò, phát huy trách nhiệm để đảm bảo tốt an ninh trật tự. Một mùa Giáng sinh thật rộn ràng và ý nghĩa là về. Sự tận tâm của lực lượng công an xã Phú An, huyện Phú Vang trong ngày lễ trọng đại này đã góp phần quan trọng để giáo xứ An Truyền chào đón Giáng sinh và năm mới trong an lành và hạnh phúc. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho gần 200 người lang thang tâm thần đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo cấp căn cước công dân cho 100% công dân. Ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho gần 200 người lang thang tâm thần đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Ngoài ra, dịp này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh còn tiến hành thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho 100% cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, nhân viên kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, 2, sử dụng tài khoản VNAID để thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Huế tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và công khai hóa tội phạm tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an đã phổ biến các nội dung liên quan đến tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật,
xảy ra trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua. Các khung hình phạt áp dụng dành cho các vụ án phạm pháp hình sự như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng công an cũng đã trích xuất đưa 3 đối tượng vi phạm trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại xã Phú Dương ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân. Qua sự việc này, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với tang số hơn 1.500 tỷ đồng. Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Vương Hưng Thiện, sinh năm 1970, trú tại phường Trường An, thành phố Huế; Lê Kỳ Thông, sinh năm 1967, trú tại phường Phước Vinh; Đoàn Hùng, sinh năm 1973, trú tại phường Xuân Phú; và Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1974, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, đối tượng cầm đầu Vương Hưng Thiện là người điều hành quản lý trang Super cấp cao nhất trong hệ thống với 4,8 triệu điểm, sau đó phân chia và cấp trang Master cho các đối tượng Thông, Hùng, Sĩ và một số đối tượng khác. Từ tài khoản Master này, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận tang số của đường dây đánh bạc này khoảng 1.500 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại, 3 máy tính bảng các loại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 600 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục bắt giữ các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, đẩy mạnh đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với toàn lực lượng công an tỉnh, tổ công tác đặc biệt 1311 đã tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Qua thời gian ngắn ra quân, đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội và có hành vi gây rối, lang lách, đánh võng trên đường phố, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Hàng đêm, hình ảnh tổ công tác đặc biệt 1311 đã bắt đầu quen thuộc với nhiều người dân thành phố Huế. Được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, lực lượng 1311 đã liên tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời có mặt tại các điểm nóng, trấn áp nhanh, gọn, kịp thời các đối tượng có hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhất là số đối tượng càng quấy, lang lách, đánh võng trên đường phố, gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tổ công tác đặc biệt 1311 được thành lập, hoạt động từ 19 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tổ công tác đặc biệt có sự tham gia của các lực lượng gồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động. Hàng đêm sẽ có 2 tổ công tác đặc biệt hoạt động tại 2 khu vực bờ Bắc và bờ Nam. Quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát tại những tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây nhất, rạng sáng ngày 21 tháng 12, trong quá trình tuần tra tại đường Xuân 68, tổ công tác đặc biệt 1311 phát hiện bắt quả tang đối tượng Tổng Kim Nhật Trường, sinh năm 2003, trú tại đường Phạm Thị Liên, thành phố Huế, về hành vi tàng trữ 6 gói ma túy, gồm 7 viên nén màu xám, 5 viên nén màu vàng và 4 gói ma túy bột màu trắng. Đối tượng Trường khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng. Trước đó, khi đang tuần tra trên tuyến đường Ba Triệu, tổ công tác 1311 đã phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, đã phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Công, sinh năm 2001, trú tại đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cũng qua công tác tuần tra, tổ công tác đặc biệt đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc xô xát, đánh nhau. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác 1311 còn kết hợp tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.
Được biết, trong hơn một tháng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổ công tác đặc biệt 1311 đã phát hiện 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phá tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cừu, thành phố Huế, phát hiện gần 80 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tổ công tác đặc biệt 1311 sẽ tiếp tục thực hiện nhiều các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và các hành vi vi phạm pháp luật cũng như là tội phạm đường phố nói riêng. Trong đó sẽ chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin liên quan đến các loại tội phạm để sớm phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo bình yên cho quần chúng nhân dân vui Tết đón xuân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì mỗi cán bộ chiến sĩ trong tổ 1311 sẽ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn và phát huy tính sáng tạo trong công tác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như điều lệnh công an nhân dân, quy trình, quy chế, công tác và đặc biệt là ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra các tiêu cực, sai phạm trong khi thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, lực lượng công an toàn tỉnh đang tập trung mọi phương tiện, lực lượng, tham mưu huy động hệ thống chính trị ra quân, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Mong rằng, cùng những nỗ lực ngày đêm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, thì sự chung tay, đồng lòng của người dân, nhất là việc nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác hành vi vi phạm pháp luật, sẽ góp phần xây đắp mùa xuân an toàn, bình yên về với mọi người. Câu chuyện vấn đề trong tuần đã kết thúc chương mục truyền hình Việt Nam Tổ quốc tuần này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.